ở phía trên nó có chương trình âm nhạc ha, có bốn tùy chọn trên đó cho chúng ta, thì chúng ta có bấm vào đó để chúng ta lướt qua một vòng để chúng ta xem những cái nội dung đó như thế nào ha, có phù hợp với bé mình hay không. Chúng ta có thể bấm vào cái phần tìm kiếm hình cái lúc ở trên để chúng ta tìm kiếm ha. Hello, Tâm xin chào mọi người đang xem video trên kênh Tâm Thưởng nha. Ở nhà chúng ta có trẻ nhỏ mà chúng ta không có thời gian để giám sát cái việc mà các bé xem video trên mạng xã hội nha mọi người. Thì sau đây Tâm sẽ chia sẻ một cái ứng dụng để chúng ta có thể giám sát được các bé xem những cái video trên mạng ha. Thì đây là Tâm chia sẻ trên cái TV ha. Ở đây chúng ta đã có sẵn cái ứng dụng YouTube rồi ha. Nhưng mà ứng dụng YouTube thì có khi nó không có hạn chế, có những cái nội dung mà chúng ta không có kiểm soát được ha. Thì sau đây chúng ta sẽ cài một cái ứng dụng để phù hợp với các bé này. Thì mọi người vào phần tìm kiếm chúng ta tìm cái từ YouTube Kids ha. Ứng dụng này có lẽ là mọi người cũng quen rồi. Thì Tâm chia sẻ cho các anh chị em nào chưa biết. Thì chúng ta tìm ứng dụng YouTube Kids, thì chúng ta bấm, mọi người nhìn thấy như vậy, trên các ứng dụng nó có chữ YouTube Kids để mọi người, chúng ta di chuyển cái vạch sáng lên nó và chúng ta bấm Enter để cài đặt thôi. Thì cài đặt xong chúng ta bấm vào nút mở ha. Thì cái quá trình cài đặt đã xong thì ứng dụng YouTube Kids nó đang chạy. Và sau đây là các bước cài đặt ban đầu cho cái ứng dụng này. Thì tới đây chúng ta bấm vào nút bắt đầu và thiết lập các bước tiếp theo. Thì đây là cái chương trình yêu cầu chúng ta với vai trò của cha mẹ, chúng ta xác nhận năm sinh của cha mẹ vào đây ha. Thì anh chị em cứ nhập cái năm sinh của mình vào là được ha. Thì nó hỏi chúng ta là trước đây đã có đăng nhập vào cái ứng dụng YouTube Kids này chưa? Nếu rồi thì chúng ta bấm vào đây. Còn nếu đây là lần đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào cái tab kế bên. Chúng ta sẽ bấm vào cái tab chưa, tiếp tục ở chế độ ăn xuất. Hoặc là bây giờ chúng ta có tài khoản rồi thì chúng ta cứ bấm vào nút bên trái ha. Thì đây là những cái thông báo để chúng ta biết. Và tới đây mình sẽ xác nhận cái lứa tuổi của các bé nhà chúng ta. À, nó có từ 4 tuổi, lứa tuổi mẫu giáo, 4 tuổi trở xuống là mẫu giáo, còn cái trẻ nhỏ là ở giữa, và từ 9 đến 12 ha. Chúng ta cứ chọn phù hợp với cái lứa tuổi của các bé thôi. Thì tới đây là các cái thông báo mà chúng ta sẽ đọc qua một lần ha. Đối với cái ứng dụng này, khi mà chúng ta cài đặt đúng cái lứa tuổi của các bé thì nó sẽ có cái tác dụng rất tốt trong cái việc hạn chế những cái video nào phù hợp nhất cho các bé nhà chúng ta mọi người. Thì đây có hai cái tùy chọn, một là chúng ta bật cái chế độ tìm kiếm, hay là chúng ta tắt cái chế độ tìm kiếm đi. Thì khi mà bật cái chế độ tìm kiếm thì cái nội dung tìm kiếm nó sẽ phong phú hơn ha mọi người. Tới đây chúng ta cứ bấm Enter và tiếp tục thôi. Nếu anh chị em bận bịu công việc đi làm không có thời gian giám sát các bé xem thì chúng ta có thể cài cái ứng dụng này ha. Tới đây coi như là cái quá trình cài cái ứng dụng YouTube Kids cho bé đã hoàn tất ha mọi người. Ở phía trên nó có chương trình âm nhạc ha, có bốn tùy chọn trên đó cho chúng ta, thì chúng ta có bấm vào đó để chúng ta lướt qua một vòng để chúng ta xem những cái nội dung đó như thế nào ha, có phù hợp với bé mình hay không. Chúng ta có thể bấm vào cái phần tìm kiếm hình cái lúc ở trên để chúng ta tìm kiếm ha. Hy vọng video sẽ giúp ích cho mọi người khi cần ha. Và chào mọi người, Tâm sẽ kết thúc video ở đây. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nhé. Xin chào tất cả mọi người.